Mình xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con cái lô đất này có diện tích của nó là 23 hectare. 23 hectare. Đất có cái trục đường bê tông là chạy ngang qua giữa rẫy luôn. Ao hồ đầy đủ hết. Thì ở đây mình đang đứng ở cái vị trí này là cái đuôi rẫy. Nói chung là giáp cái bờ ranh đây. Đó, từ bờ ranh này hất về phía bên tay trái mình. Thì đất này trên đất là người ta trồng được hơn 4.000. 4.000 hơn 4.000 vậy đó. Hơn 4.000 cây sầu riêng như vậy đây nè. Sầu riêng năm nay năm thứ thứ tư. Năm thứ tư rồi. Đất là nó chạy dài lên trên cái vạt cỏ giáp cái bờ rừng kia, là chạy về phía bên mình đây, chạy hất về phía bên tay trái. Nói chung là 23 hectare, có nhà ở đầy đủ. Thì mình ghi sơ cái hình ảnh thông tin cho bà con thôi. Đây, trên đất là người ta trồng được 4.000 cây sầu riêng 4 năm như vậy đây. Trồng hàng lối rõ ràng hết. Mình cũng thông tin luôn cái giá cho bà con là trên tổng diện tích 23 hectare, sổ nông nghiệp, sổ trồng cây lâu năm đầy đủ thì người ta kêu cái giá là 14 tỷ. Đó. Đất này thuộc về xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đây, ngoài 4.000 cây sầu riêng 4 năm, 5 năm thì nó có được 600 cây, hơn 600 cây sầu riêng đang cho trái. 600 cây sầu riêng đó thì nó tuổi của nó tầm 14-15 năm gì đó. Trên đất đây là người ta rào kẽm gai hết rồi. Đất là nó có cái trục đường bê tông này chạy dài về phía bên tay trái bên đây là cái mặt dưới này là nó giáp suối. Trong tổng diện tích 23 hectare thì nó có được 4,5 hectare là cao su, còn lại là đất trồng tiêu nè, cà phê nè, với lại sầu riêng. Sầu riêng thì sầu riêng mà tầm 4-5 năm thì nó được theo như chủ nói thì nó hơn 4.000, 4.500 gì đó. Với lại cái số sầu riêng mà cho trái tầm tuổi tầm 13 14 năm thì nó được 600 cây. Đây, đất của nó là nó qua tốt bên cái đồi bên này, đó cái vườn sầu riêng đó. Vườn sầu riêng bên đó là vườn sầu riêng đặc luôn. Đó. Còn trong đất thì nó có cái con suối, cái khe suối chảy ngang cặp cái bờ rừng này nè. Tính từ theo như chủ nói thì nó có khoảng gần 2 mẫu sình, 2 hectare sình thì người ta múc ao hồ hết rồi. Đây, đất rộng cho nên người ta mở đường đi trong rẫy, chừa đường ngang đường dọc đầy đủ hết. Mình quay cái clip này là để tiện thông tin cho một bà cô, bà chuyên đi mua cái vườn sầu riêng, cần diện tích lớn. Sẵn đây mình thông tin cho bà con luôn, ai có duyên, có điều kiện mua cái đống đất này, nếu thích vườn sầu riêng diện tích lớn thì ngâm cứu cái lô đất này. Đất này là đường xá thuận tiện, điện đầy đủ luôn.
cách cách ngã ba chợ thác Đắc Bút So chỉ có chưa tới 1 cây số, mà để đi ra từ vị trí này mà đi ra tới trung tâm huyện Tuy Đức thì nó chỉ có khoảng 3 cây số thôi. Đất có cái trục đường bê tông chạy giữa rẫy luôn, như là hai bên đường này nó chạy dài lên tuốt bên trên đó. Ở trên đất hiện tại là nó có được không không rõ là bao nhiêu trụ tiêu như vậy, nhưng mà nhiều lắm, nó khoảng 5-6 nghìn trụ vậy đó, chạy dài lên lúc ở bên trên, lên trên đỉnh dốc trên kia luôn. Đi theo cái hướng đường này là đi ra là đụng ngã ba chợ này. Người ta kêu là chợ thác Đắc Bút So. Đây, nhà người ta ở đây, nhà một lầu đàng hoàng. Đây, cái mặt này là giáp giáp suối, hầu như là con suối chảy giữa rẫy luôn. Bên kia là một vườn sầu riêng đó. Đó, bên kia suối là một vườn sầu riêng đó. Đây, sầu riêng trái quá chừng luôn. Mình vô đây mình quay cho bà con xem. Đó, theo như lời chủ nói là 600, hình như là 650 cây sầu riêng như vậy này. Đất là có diện tích là 23 hecta, trừ đi 4 hecta rưỡi cao su, còn lại là đất sầu riêng, sen cà phê, tiêu, với lại theo chủ nói thì khoảng 2 hecta sinh, đã múc ao đầy đủ hết rồi. Sầu riêng trái đó. Cho nó rụng quá chừng. Đó, 600, hơn 600 cây sầu riêng như vậy. Nhưng là 650 cây gì đó. Một số cà phê trái cũng quá chừng đây. Trời mẹ, cái sầu riêng trái kìa. Ôi, 23 hecta rộng lắm, mình đi không hết được. Mình thông tin cái hình ảnh sơ qua cho bà con nào quan tâm cái lô đất này thì alo cho mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình dẫn đi xem cái lô đất này.